quốc anh chào các bạn đang dựa theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta đôi mắt là một trong những giác quan quan trọng trong cuộc sống của bất kỳ người nào nhưng bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào một con mắt tâm linh kết nối với tinh thần của bạn bạn có nghĩ rằng ánh mắt này đến để cảnh báo hoặc khuyến khích bạn bạn sẽ nhìn thấy một con mắt tâm linh khi bạn thiền định hoặc thậm chí trong những giấc mơ của bạn nó đến đi khai sáng cho bạn và làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn vì vậy sau đây là những ý nghĩa tâm linh của việc nhìn thấy hoặc có một con mắt tâm linh điều thứ nhất bạn có một con mắt tâm linh cho thấy rằng bạn đang tập trung vào những gì bạn làm khi bắt đầu thiền bạn sẽ bắt đầu thấy nhiều hơn về các sự kiện trong cuộc sống của mình giống như hai con mắt của bạn con mắt tâm linh cho phép bạn tập trung hơn vào cuộc sống của mình con mắt này cho thấy sự trưởng thành và những lĩnh vực còn yếu của bạn trong cuộc sống vì vậy bạn sẽ có cơ hội làm cho mọi thứ tốt hơn ngoài ra khi bạn mơ thấy con mắt tâm linh nó cho thấy bạn có sự tập trung tinh thần của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần phải xử lý những gì trong cuộc sống của mình hãy nhớ rằng trọng tâm đến từ mối liên kết của bạn với tinh thần hành động này xuất phát từ cả giấc mơ và thiền định của bạn con mắt tâm linh nói lên rằng bạn biết lập kế hoạch cho những việc cần làm trong thực tế bạn cũng không bao giờ cho phép bất kỳ hình thức sao nhãn nào điều thứ ba đó là một tầm nhìn đôi khi có thể là tinh thần của bạn đang cho bạn một tầm nhìn tầm nhìn này cho thấy rằng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra nó cũng cảnh báo bạn về cuộc sống thực của bạn vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn quan tâm đến những gì có mất tâm linh cho bạn thấy tâm nhìn này có thể là linh hồn của bạn cảnh báo bạn rằng bước bạn sắp thực hiện là sai lầm bạn nên xem xét các dự án cuộc sống hiện tại của mình và xem có điều gì sai sót hay không ngoài ra hãy đảm bảo rằng bạn chăm sóc một số người thân thiết với mình đó là vì tầm nhìn có thể nói về điều gì đó sắp xảy ra với cuộc sống của họ tầm nhìn từ con mắt tâm linh có thể đến qua những giấc mơ đôi khi nó cho bạn thấy rằng một tương lai tươi sáng đang đến với bạn vì vậy nếu bạn có một vấn đề làm phiền bạn hướng dẫn tinh thần của bạn đã đến để động viên bạn đảm bảo rằng bạn phải đối mặt với những vấn đề của mình vì vũ trụ sẽ chăm sóc bạn điều thứ ba bạn là người thông minh con mắt tâm linh cũng có thể có nghĩa là bạn khôn ngoan hãy nhớ rằng thông qua con mắt tâm linh bạn có cơ hội cao để xử lý nhiều tình huống mỗi bước bạn đi trong cuộc đời đều chứa đầy sự khôn ngoan bạn nên sử dụng món quà này để làm cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn đừng bao giờ sử dụng nó để lợi dụng cuộc sống của người khác mọi người sẽ luôn yêu quý bạn vì sự thông thái của bạn bạn sử dụng kỹ năng này để cải thiện các dự án của mình và đáp ứng hầu hết các mục tiêu của bạn Bất cứ thứ gì bạn luôn chạm vào sẽ biến thành vàng bởi vì bạn là người thông minh. Điều thứ tư, nó đang làm cho một cái gì đó rõ ràng. Đôi khi, có thể điều gì đó không rõ ràng đang làm phiền cuộc sống của bạn. Vì vậy, một khi bạn thấy rằng bạn có con mắt thứ ba, nó đã bắt đầu làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng với bạn. Hầu hết, bạn không chắc chắn về tương lai của mình. Các linh hồn cho biết những điều có thể xảy ra trong tương lai ngoài ra con mắt thứ ba giúp cho trực giác của bạn trở nên tốt hơn nếu bạn gặp một số vấn đề mà bạn đang gặp phải con mắt thứ ba sẽ hướng dẫn bạn những cách có thể giúp bạn có thể là bạn đang mắc kẹt với công việc kinh doanh đó và bạn luôn thua lỗ vì vậy chính từ những con mắt tâm linh này bạn sẽ biết điều gì sai nhớ rằng đôi khi những ý tưởng của bạn trong cuộc sống thật có thể sai nhưng với con mắt tâm linh các linh hồn sẽ hướng dẫn bạn con mắt tâm linh cũng giúp bạn có hình dung rõ ràng về những giấc mơ của mình bạn sẽ luôn thấy rằng bạn đang ở trong một thế giới và ánh sáng khác những giấc mơ này mà bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy sau khi con mắt tinh thần xuất hiện để giúp bạn có hình dung tốt hơn về xã hội bạn thậm chí sẽ bắt đầu thấy những khả năng mới và tốt hơn cho mình trong cuộc sống điều thứ năm bạn sẽ tìm thấy mục đích sống của mình bạn có bao giờ nghĩ về mục đích sống của mình là gì hay không một khi con mắt tâm linh đến với bạn, bạn sẽ hiểu thêm về lý do tại sao bạn còn sống. Bạn sẽ bắt đầu yên tâm với mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống thực của mình. Đó là bởi vì con mắt tâm linh sẽ giúp bạn biết rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều có mục đích. Nó không quan trọng nếu đó là một cái gì đó làm tổn thương bạn hay không. Có một lý do tại sao mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, một khi bạn yên tâm với mọi thứ, bạn sẽ ít lo lắng hơn. Chính từ đây, bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn để đưa ra những ý tưởng cuộc sống mới điều thứ sáu khi con mắt tâm linh của bạn mở ra trong cuộc sống thực hoặc những giấc mơ điều đó có nghĩa là bạn có cái nhìn tốt hơn về nhiều thứ nó có nghĩa là bạn luôn nhìn thấy mối liên hệ giữa các sự kiện trong cuộc sống của bạn mặc dù đôi khi điều đó không chắc nhưng hữu ích trực giác của bạn sẽ phát triển bạn sẽ thấy lý do tại sao một số sự trùng hợp trong cuộc sống của bạn lại là chìa khóa đôi khi một số người đến với cuộc sống của bạn vào đúng thời điểm mà bạn cần họ vì vậy con mắt tâm linh sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề này khi bạn có phẩm chất này bạn sẽ quan hệ tốt hơn và suôn sẻ với mọi người hãy nhớ rằng đặc điểm này phù hợp với sự phát triển của bạn ở nơi làm việc hoặc thậm chí là trong đời sống tình cảm của bạn con mắt tâm linh trong bạn có nghĩa là bạn biết lý do tại sao ai đó từ chối kết hôn với bạn nó cũng sẽ giúp bạn hiểu tại sao công việc của bạn vẫn hoạt động tốt điều thứ bảy bạn sẽ có một lối sống ăn uống tốt hơn bạn cũng sẽ cẩn thận với những gì bạn ăn tinh thần của bạn thậm chí sẽ khiến bạn biết khi nào nên ăn vì bạn yêu sức khỏe của mình điều thứ tám con mắt tâm linh cho thấy rằng bạn nên kết nối với tâm hồn của mình nó có thể đến trong giấc mơ của bạn hoặc khi bạn thiền định trong cuộc sống thực Ý nghĩa đến như một lời cảnh báo cho cuộc sống thật của bạn. Hãy nhớ rằng, con mắt tâm linh cũng là con mắt thứ ba của bạn. Một khi nhu cầu kết nối với tâm hồn của bạn xuất hiện, điều đó có thể có nghĩa là có điều gì đó không ổn trong cuộc sống thật. Vì vậy, để làm tốt cuộc sống, bạn nên kết nối thể xác và tâm hồn. Nếu không có sự cân bằng, bạn sẽ thiếu bình yên trong cuộc sống thật. Ngoài ra, mối liên kết giữa cơ thể và tâm hồn của bạn sẽ mở ra tâm trí của bạn. Khi đầu óc cởi mở, bạn sẽ trở nên sáng tạo hơn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy, hãy quan tâm đến những gì tâm hồn bạn cần. Nếu bạn bỏ qua nó, mọi thứ có thể không suôn sẻ với bạn. Điều thứ 9 Khi con mắt tâm linh của bạn mở ra, nó đánh thức cơ thể, tâm trí và linh hồn của bạn. Nó cũng có thể đến như một giấc mơ hoặc khi bạn suy ngẫm về một số vấn đề. Bạn sẽ thấy rằng niềm tin và giá trị cuộc sống của bạn vì một số vấn đề có thể đã sai. Vì vậy, linh hồn nói với bạn để có một tư duy mới thông qua con mắt thứ ba. Tinh thần của bạn sẽ thúc đẩy bạn biết mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai của bạn. Hãy sẵn sàng vì con mắt sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi sâu sắc về những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể đang lo lắng vì một số hành vi sai trái trong mình. Nhưng sau khi con mắt tinh thần đến với bạn, bạn sẽ trở nên yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh hơn bạn cũng sẽ tìm hiểu để hiểu thêm về các vấn đề bạn gặp phải trong cuộc sống thực vì con mắt tâm linh sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn linh hồn của bạn sẽ biết thế nào là ánh sáng và bóng tối con mắt tâm linh hoặc con mắt thứ ba giúp bạn biết thêm về các kỹ năng khác nhau của mình hầu hết bạn sẽ có con mắt này khi thiền trong cuộc sống thực nhưng nó cũng có thể đến với những giấc mơ của bạn đảm bảo bạn nghiên cứu mọi chi tiết của giấc mơ ngoài ra để hiểu những ý nghĩa này, hãy quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong cuộc sống thực của bạn. Một khi nó đến với bạn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ khôn ngoan hơn và tập trung hơn trong cuộc sống. Bạn có một cái nhìn tốt hơn về các sự kiện cuộc sống của bạn. Đó là bởi vì con mắt mở ra trực giác của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trên TV Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.